Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Và đầu tiên, xin mời diễn viên Hồ Bích Trâm. Và tiếp theo, xin mời diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Hello. Và xin mời ca sĩ Vũ Duy Linh. Không ai tính đứng gần chị Vi hết trơn á. Ủa sao kỳ quá vậy? Và cô gái phiên dịch viên vô cùng xinh đẹp Trần Thanh Hương. Hương ơi, Hương qua đây luôn, qua đây luôn. Qua đây luôn chị. Ủa, MC ra. Sao mọi người? Vậy là chia phe vậy luôn phải không? Dạ. Nhưng mà người ra đề là em đó nha. Người ra đề là em, bây giờ có ai theo phe em không? Dạ không em luôn. Không luôn. Một con bé nó hèn em... chưa từng có. Thôi mình phe nữ đi chị. Không, thật ra là MC quan trọng lắm anh à. Không có MC là không được đâu ạ. Trời ơi, hôm nay là một bên là chiếu chiếu nè. Đỏ rực rỡ luôn. Phiên dịch viên Trần Thanh Hương của chúng ta cũng rất là xinh xắn. Là con trai phải xinh. Hương ơi, đây có phải là lần đầu tiên mà Hương tham gia một chương trình game show như thế này không? Dạ đúng rồi, lần này tham gia cảm giác rất là hồi hộp ạ. Thì em có vẻ là người không ít kinh nghiệm trên sân khấu nhất trong bốn người chơi. Thì hy vọng khán giả sẽ cổ vũ cho em thật nhiều nha. Và cổ vũ cho ba anh chị cùng đây nữa. Bình thường là mình là phiên dịch viên thì chủ yếu là ngôn ngữ gì bạn ha? Dạ em làm phiên dịch tiếng Anh ạ. Nếu mà ngôn ngữ tiếng Anh mà dịch qua tiếng Việt thì đôi khi là bạn có hay gặp những cái từ nào mà nó khó không? Tại vì chữ tiếng Việt của mình thì phong phú lắm. Dạ có ạ. Em đi gặp thì gặp rất là nhiều những trường hợp mà em nghĩ hoài không biết cái từ đó phải nói như thế nào. Thì em luôn muốn nói giải thích cho khách hàng của mình những từ rõ nghĩa nhất, làm sao cho dễ hiểu nhất. Nếu mà như vậy là tiêu chí của chương trình chúng ta đang rất hợp với bạn Hương. Hy vọng là bạn sẽ chiến thắng nha. Còn Duy Linh ơi, không biết là bình thường trong cuộc sống hàng ngày á, mình có gọi là bị sai chính tả rồi này kia nhiều lắm không? Chắc có lẽ là có, bởi vì tiếng Việt mình rất là phong phú và đa dạng và mình không tự tin rằng là mình biết hết tiếng Việt đâu ạ. Nhưng mà Vi được biết á là Linh xuất thân từ thầy giáo dạy văn. Wow. Đúng không? Em có... Thôi em thú nhận luôn đi ạ. Em có 10 năm đi dạy cấp 3. Trời ơi, 10 năm. 10 năm đi dạy cấp 3. Dạy cấp 3. Nhưng hiện tại thì em đã chuyển sang làm ca sĩ rồi ạ. Và dòng nhạc của em đó chính là dòng nhạc âm hưởng nhân ca. Hay là bây giờ mình hát một nhẹ một câu đi. Mình hát nhẹ một câu tặng cho khán giả đi. Vâng, xin tặng quý vị một điều lý rất là quen thuộc đó. Lý chiều chiều. Lý chiều chiều. Chiều chiều ra đứng tây lầu tây thấy cô tan tình gánh nước tưới cây ngô đồng. Ai khiến xuôi trong lòng tôi thương. Cảm ơn quý vị ạ. Kính thưa quý vị, qua phần giao lưu nho nhỏ thì chúng ta cũng đã thấy là chương trình thử thách bất ngờ hôm nay chắc chắn là sẽ rất là vui nhộn và thật là sôi động đúng không nào? Và sẽ không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ.